Ok, cũng đã lâu rồi mình không có đi chơi. Lần này mình sẽ đi phượt. Và có một phượt thủ, cái tên rất là ngắn gọn, đó là Su đẹp trai không bao giờ hết. Hôm nay thì có Su đi nữa. Đây là mặt 2 của lần trước mình đi. Đúng rồi. Lần trước là cũng đi được gần giờ. Hiện giờ mình đang trên phà Bình Khánh nè. Nói giữa Nhà Bè với Cần Giờ thì phà mình chạy trên phà khoảng 10-15 phút, mình sẽ đi cái hướng Cần Giờ. Cần Giờ được có cái là đường nó trống á, đi có bé đi ok, ít xe nữa. Xong rồi mình sẽ tới phà Bến Sắt, mình sẽ đi qua Vũng Tàu. Nên thì dự kiến ngày hôm nay sẽ đi là 2 ngày 1 đêm, phải không Su? Su sao mà con đặt cái tên gì, cái nick gì đâu mà thấy ghê. Su Su đẹp trai không bao giờ hết, ghê thiệt chứ. Hồi xưa con nhớ không? Nhớ. Nhớ. Lâu quá không lên. Hôm nay học lớp 5 rồi, chuẩn bị ra trường. Nay đi bằng xe máy nè. Ồ, mọi người ơi, đã là bên đây, ba mình thì đứng trong kia kìa. Mình thì mình đứng ngoài đây để xem những cái này nè. Ồ, con đi. Nice. Đó là ba sợi dây. Mình đang đi khỏi là cái bến kia kìa. Đó là cái bến bên kia kìa, là cái bến mình đi tới. Cái tàu kiểm ngư gì của Việt Nam kìa. Cái tàu này là ta đi tuần tra biển á. Ghê không? Nhìn cũng hoành tráng quá chứ ha. Kiểm ngư Việt Nam. Đó. Ủa mà sao là kiếm ngư ra nó nằm kiếm ngư là ngư, ngư có nghĩa là ngư dân đâu á, người biển đâu á, đi kiểm tra người tàu thuyền đâu á. Ủa những cái này sông mà. Thì sông nhưng mà cái này nói ra biển, con hiểu không? Từ biển rồi. Nó chạy vô đây. Trong đây gọi là sông nhưng mà chút ra ngoài kia là cửa biển á. Con thấy không kìa. Đó, Su nhà mình bên đó Su. Cái tòa nhà lên mắt luôn phải không? Đó lên mắt tới 4 là cao nhất luôn á. Ừ thấy nó đứng trước bên này cũng thấy. Đúng rồi. Ở đây cũng thấy luôn. Lâu lắm rồi mới được đi phà. Lâu lắm rồi. Lâu lắm mới đi chơi phượt chung ba mẹ đúng không? Sống kìa. Sống. Nói chung là lâu quá không đi ngứa đít ghê luôn. Đúng ngứa đít. Ngứa đít muốn đi chơi. Mà thường mình đi đi phượt có cái là trải nghiệm đúng không Su? Đúng. Quan trọng cái trải nghiệm nó vui. Trong cái khu rừng sắt này hả, nhiệt độ nó mát rõ ràng luôn á, cực kỳ sướng luôn. Trời ơi, nhìn thấy cây xanh, nhìn thấy phơi luôn á Su ha. Nè,
quá trời cây cối. Công nhận mà ở thành phố với đi làm nguyên tuần á, rồi thấy nó mệt ghê luôn á. Bây giờ ra ngoài đây nhìn thấy cây cối, không khí mát mẻ, trời ơi sướng ghê luôn. Ở đây là cái đoạn đường đường sắt nè, đường nối giữa Cần Giờ á. Đây là cái đường chính đó nè, đường làm rộng đẹp kinh khủng luôn. Ở giữa có hoa giấy, là có những cái cây, không biết cây gì giống như cây thông vậy đó. Đó. Đường thì chạy ok lắm nha, đường vắng xe lắm. Ví dụ ai mà đi phượt Vũng Tàu á, mà muốn đi mà chạy mà không có phải mà bon chen như cái quốc lộ á, thì đi bữa này đi ngửa hoài thì xe tải nhiều lắm, xe khách cũng nhiều. Còn ở trong đây cực kỳ vắng. Cái thứ hai là đặc biệt là cái không khí nó mát mẻ, đã lắm. Ô, cay quá trời luôn. Ở cái đoạn vừa xuống cầu đây mấy khỉ quá trời luôn nè, nó ra đây chơi nè, đó nó ngồi kìa, thấy ghét không, quá trời luôn. Như ở trong kia nhiều xu ha, đó trời ơi nó ngồi đó, thải thải cho khỉ ăn xu kìa, kìa thải thải đây con, cứ thải xuống luôn. Ồ, ăn nho nghe, nho Mỹ mới chịu. Cho con khỉ nhỏ ăn kìa, con khỉ lớn thì nó ăn hết. Cho có bán tại sao con nhảy lên thử rồi nó biết lộ không con? Về con thử con nhảy. Mở ra, mở cho nó. Thử rồi nó biết lộ không? Sao biết lộ được? Cho nho lấy thêm nho đi. Đó trời lên nè. Wow, nó còn có 4 năm con ở trong. Con thải xô xuống. Cứ thải vô trong kìa. Thải vô trong cho mấy con kia xô. Đó, ờ chứ. Thấy mấy con, thấy con nhỏ trong kìa, thải vô. Được. Dễ thương quá ha. À đúng rồi, xuống cho con nhỏ đi. Con nhỏ nó để cái tóc của nó mất cười. Đó, ngày hôm nay thì gia đình gồm 3 người. Đây là phượt thủ Su. Và Su đẹp trai không bao giờ hết. Ghê không? Đó, với cờ no đi chiếc lớp tầng thánh với chiếc xe này. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm chỗ nào mát mát ngồi nha. Quá trời khỉ. Thôi đi Su. Có con khỉ này dễ thương, cái tóc đó Su. Cái đầu của nó cái tóc này đó. Có sái luôn. Thôi đi. Ok, chạy được khoảng gần 1 tiếng thì gia đình mình sẽ nghỉ ngơi. Đó, bây giờ thì nghỉ ngơi trong cái gốc cây nè, mát mát á. Ở chỗ này nó có sông nè, thấy không má, thì ngửi ngơ đây tí xíu, tại đi có con nhóc nhỏ nè đó, Su phượt sủ, phượt thủ Su. Mát đây, gió thổi mát lắm, giờ 11:30 mà gió cực kỳ mát luôn, ghê thiệt. Chuẩn bị đầy đủ đồ nghề ha, bảo vệ tay chân đồ giáp đồ này kia đồ, ghê quá. Ủa, cái đó mẹ nói với bộ. Đây đây ba người đó, nguyên gia đình. Gia đình đi phượt bằng xe máy nè. Mà đi về vui được trải nghiệm ha. Hết tâm không? Vui ha. Đi gì tuy là mình đi đi xe máy, tại vì mình đi cái đoạn đường cũng không có xa đó, đi ra Vũng Tàu mà chọn cái cung đường đi chỗ Cần Giờ nó vắng xe nữa. Chứ đây nó mát nó thoải mái. Đó. Nên đi chơi dẫn nhóc đi theo là ok. Chứ nhóc mà đi xa quá đi đâu nổi đâu. Hai chồng thì thấy thì được đó. Giờ review nè, chiếc xe này á, đặc biệt là mình có gắn thêm cái lớp nệm nha, lớp silicon á, im cực kỳ, đi về không bao giờ mà bị đau lưng nha. Đó, nói chung là giờ cũng có tuổi rồi, đi sợ bị cột sống nó đau á. Mỗi lần mà đi xe này mà không có ấy cái điểm này dễ nhất lắm, thứ hai nó mệt á, còn cái này nó im cực kỳ đó. Đây cờ nò. Cái đoạn đường này nó cực kỳ đẹp,
ở giữa thì nó có cái hoa giấy nè, đó quá trời hoa luôn á. Xung quanh của mấy cái rừng này nó có nhiều khỉ lắm nha, hồi nãy có ghé lại á cho mấy con khỉ ăn, nhìn dễ thương ghê luôn. Đó, Phật thủ xô. Rồi bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi tí xíu, rồi mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Cuộc hành trình mình là sẽ đi qua phà Bến Sắt, thì dự kiến đi phà khoảng nửa tiếng đến 45 phút chứ là qua tới Vũng Tàu. Đó. Thì mình sẽ ở phải vẫn là ở khách sạn cũ. Khách sạn cũng nằm ở trong, nhưng mà khách sạn ở vài lần thấy cũng ok nên lần này tiếp tục ở nữa. Đó, hai mẹ con. Su bây giờ lớn rồi, lớp 5 rồi. Nhìn thấy cha bá. Năm nay năm cuối cấp nữa. Đây là đi phượt lần thứ 2 của Su á. Lần trước cũng đi cũng đi con tuyến đường này luôn nè. Đó bây giờ. Cái gì? Con gặp khỉ. À gặp khỉ đúng rồi, lần này thì có khỉ, với lần trước thì đâu có khỉ đâu con. Ghê không, đem theo ghế ngồi, nó đúng là chuyên nghiệp quá. Ghế ngồi này là... thiệt luôn chứ, rồi. Hello mọi người, lại là mình Khôi đây. Update. Chúng ta đã tên phà rồi mọi người ơi. Đây là bến phà Cần Giờ tới Vũng Tàu. Ôi, khu này nhìn rất thân quen luôn. Giờ tới đây mua vé nè, xô. Này, để mẹ. Giờ mẹ cho mẹ mua vé này nè. Đây là bến phà Cần Giờ nha, hành khách thì là 70 ngàn một người, xe máy thì là 50, nghe hai xe này là 100 ngàn, ba người là 201, về 301, đi từ đây, đi qua Vũng Tàu. Đó, đó, cờ nọ thấy không, cờ nọ đang chuẩn bị vô mua vé, đây, hai chồng đi xe máy, đây là Su Mập, tem. Cuối cùng là cũng tới rồi nha, chạy chắc khoảng 2 tiếng rưỡi á. Giờ mình vừa chạy vừa tập dưỡng sinh á, nên giờ mới tới. Đúng. Đây bến phà đây. Thôi bây giờ mình sẽ mua vé xong rồi mình đợi phà chút xíu rồi mới lên phà. Hello mọi người. Chúng ta đang ở trên phà đây. Tính ra là lên trên phà tốn 0 giây. Trời ơi, không đợi luôn, đi lên luôn. Bởi vì phà ra ở đây từ lâu rồi. Trời ơi, đi mà khách để lên đây là cờ no. Đúng rồi, mình không phải chờ luôn á. Còn đây là ba mình đang làm gì đó mình không biết. Đau quá mới được đi với phà này, nhớ quá. Nhiều thứ sẽ chờ đợi chúng mình thôi. Mình thì mình vẫn có cái bộ giáp đó. Này là ba mình. Bên kia là Vũng Tàu, nếu bạn thấy. Anh dâu chồng. À đúng rồi, cái nón ra. Đúng rồi. Đây là mẹ mình cờ non. Non cờ. Rồi, cái nón ra xong. Giờ mình sẽ đi vô phà thử. Ồ. Bị thật nha. Đây là có cái tầng trên đó nè. Mình thử. Vũng Tàu bên kia sao? Trời ơi, nhiều núi gì vậy?
Tôi thấy ở bên đây nước nó không có được trong đúng không? Đúng đúng. Đó, do phù sa của nước sông nó chảy ra đó. Còn ngoài biển tí nước sạch lắm. Hy vọng là nước trong xanh nha mọi người. Nói thiệt, chị mới nói là cảm giác đã chứ. Cái đỉnh núi, đỉnh đồi đẹp ghê luôn. Bên phía Vũng Tàu nha. Thì khi mà mình tấp vô cái bến này á, thì mình có rất nhiều lựa chọn. Vừa xuống cái bến thì có cái quán hải sản Thành Phát à, ai muốn ăn hải sản thì ghé vào nha. Thì ở đây cũng may là nó chạy khoảng 10, chạy theo giờ có nhiều nửa tiếng hoặc tiếng gì đó. Dù cao điểm thì chạy nửa tiếng. Còn bây giờ mình đi lúc 12 giờ. Bây giờ là khoảng 12:35. Thì tới phà, tới cái bến chỗ gần Vũng Tàu đó. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình đi xuống lấy xe máy ở đây. Ở đây có cái đồi đẹp ghê luôn. Đây là cái bến đây, chuẩn bị tấp vào đây. Anh này chuẩn bị nhảy xuống để gắn cái dây tàu đi trong cái phao á, để cố định cho nó. Đây là chuẩn bị cập bến rồi. Đó. Nói chung là khi mà mình đi phượt, đi xe máy, đi cái hướng mà Cần Giờ thì rất là khỏe, không có xe nhiều. Đi nó vừa đi vừa giống như là vừa đi vừa tận hưởng vậy đó. Không khí thì mát mẻ, trong lành. Để cái rừng đi qua, nguyên cái rừng nguyên sinh mà. Đó, ghê không? Thả dây qua bên kia luôn. Ghê thiệt. Đó rồi, tới bến rồi, bây giờ mình xuống mình lấy xe đây. Rồi, thôi đi đi đây. Ok, vừa xuống phà chỗ bến phà chỗ Vũng Tàu thì có mấy chú vừa hải sản Thành Phát. Rồi cái vô luôn, vô ăn. Đầu món đầu tiên là cơm chiên hải sản đó. Cái xin luôn. Đây Su rất là thích ăn món này. Ăn cơm. Đó. Ở trong đây chỉ có bán hải sản mà vô ăn cơm mới hay. Cơm. Dự kiến là chiều nay là sẽ ra chợ. Ra chợ mình mua hải sản. Mình ăn. Còn ngày hôm nay vô mình ăn đạm bạc thôi. Còn cơ bên đó là chưa. Cơm chiên cá mặn. Sao đây? Vẫn ngon như bình thường. Vẫn ngon như thường đó hả? Ghê quá. Y như mọi ngày. Ôi, như mọi ngày. Y như mọi ngày. Nói vậy. Nhận như review thấy chán thiệt luôn. Y như mọi ngày cũng như không. Chẩn trang nhất quen. Đúng rồi. Đây cơ. Cơm chiên ăn khá ok nha. Mặn mặn, giòn giòn. Đó. Thì cái món thứ hai là rau kho quẹ. Rất là đơn sơ luôn á. Món thứ ba là canh chua cá bóp. Đây.
Đây cá này. Đó. Cá này xù bèo khoái lắm này. Đúng rồi. Xù thích lắm. Xù rất là thích ăn cá này. Đó, đã hả? Đã hả? Đây khoảng 3 cua cá nha. Ủa đâu ra là 2 cua cá đó trong tôi vậy? Ăn đi cho nó sáng mắt. Đây chú ba này. Ừ. Đây cho xù nè. Để mày lấy xương rồi cho thử. Lấy xương này. Để thử cá này nó tươi không? Cá có tươi không? Ngon không? Có cá thịt dai quá không? Thịt dai dắt xương là ngon rồi đó. Đâu ăn thử miếng không rồi coi thịt ngọt không? Ngon. Béo hả? Được nha, vậy được nha. Chơi được nha. Đây mày nãy giờ ăn cơm. Đạo cơm. Có thì ăn cơm. Đây bà đã cũng ăn cơm. Đây, món này phải ăn liền à. Món này Hào phải ăn liền. Đúng không? Hào nướng mà mời. Thôi em ăn trước coi ngon. Đấy, review con Hào. Rồi, review Hào rồi. Hào vừa nướng lên luôn á, nó nóng lắm. Hào mới là mình phải nướng lên phải ăn liền. Đúng rồi. Ở đây đặc biệt cái là hải sản nó tươi nha. Mình ăn thấy nó thịt nó ngọt hơn. Đó. Rồi. Béo. Béo lắm hả? Béo chắc phô mai á. Béo phô mai đúng rồi, mà cũng không bồ tanh là ok lắm rồi. Có người ta còn ăn sống nữa, ăn sống Hào bồ tạc á. Đó. Làm con á đi. Đúng rồi, 4 con hả? 4 con, 2 người nè. Nhân xu nó không biết ăn, mừng ghê, đỡ tốn. Có ăn xu. hai mẹ con, hai cha mẹ với ba ăn không à. Để ăn con đói rồi. Đây. Cái lực mình nha, đây thử coi. Đây. Viên con Hào. Đó, nhìn hấp dẫn. Rồi nó dính cứ ngắt trong đây luôn á. Ôi. Làm mù quá để tôi đi ra ăn. Ừ, đúng rồi. Hàng màu thiệt luôn á. Đúng rồi, ba nó mầm màu quá xong. Cái con không ăn rồi, cái gì quá. Dễ hả? Cũng ngon hả? Đây. Thấy nãy bà xã ăn thấy thèm quá, giờ ăn thử rồi. Cái là review cá thôi. Trời ơi, nó béo. Nó béo, Hào ngọt ghê luôn á. Cái mùi thơm, cái vị Hào đặc biệt là thơm mùi biển á. Mong mà bạn đỡ. Đây cá. Chấm món này nè Sơn. Gì vậy, hửi nữa. Mùi biển. Cái mùi biển luôn hả? Tôi hửi cái mùi biển luôn hả? Là biển nó mềm gần. Mềm. Mềm. Mềm là sao nữa? Là có khoảng cỡ này bị đăng. Tất lại là nó rất ngon. Rất ngon đúng không? Thì thang điểm 10 của con cho bao nhiêu điểm? 9 điểm. 9 điểm. Trời này nó hào phóng thiệt. À, nhưng mà cơ bản là Hào ngon nha. Thằng con mình nó review chán thiệt. Đây nè. Ngon quá. Nha. Cơ bản xong nha, Hào ngon nha. Dai. Nhìn rau kho quẹt thèm ghê. Miếng ra khu vực. Và dây có khi nhắm biển. Nhắm biển nữa rồi. Đây là cải nè, đó. Ồ, khô quẹt có ớt luôn nha. Có ớt tôm khô. Này. Vừa ăn vừa ngắm biển luôn. Đúng rồi, vừa ăn vừa nghe tiếng sóng biển luôn, rồi Vũng Tàu cũng
Bây giờ mình ăn xong mình sẽ về khách sạn nha. Đây là cái hóa đơn đầu tiên tới Đà Lạt nha, quên tới Vũng Tàu 438.000 đó. Bữa trưa, đây là bữa trưa. Rồi tí chiều mình sẽ đi ăn hải sản nha. Đó, xong hết rồi.